Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Cựu Tổng thống Phần Lan, ông Sauli Niinisto đã công bố một báo cáo cảnh báo rằng công dân EU nên bắt đầu tích trữ lượng hàng hóa đủ dùng trong 3 ngày để sẵn sàng ứng phó với nhiều thảm họa tiềm ẩn, bao gồm cả xung đột hạt nhân chiến thuật. Đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giúp khối này kiên cường hơn trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ thảm họa thiên nhiên đến xung đột quân sự lớn. Báo cáo khuyến khích các hộ gia đình EU tích trữ hàng hóa tự cung tự cấp cơ bản có thể dùng trong ít nhất 72 giờ vì lo sợ tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn trong trường hợp xâm lược vũ trang thông qua các biện pháp thông thường hoặc các hoạt động thù địch khác như tấn công mạng hoặc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ hoặc hạt nhân chiến thuật. Đầu năm nay, Brussels đã giao nhiệm vụ cho cựu tổng thống Phần Lan đánh giá nhu cầu an ninh của EU sau khi xung đột ở Ukraine căng thẳng hơn. Đặc biệt là để ứng phó với các hoạt động ngày càng căng thẳng của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại buổi trình bày báo cáo rằng một cú nhấp chuột có thể tắt lưới điện và khiến cả thành phố chìm trong bóng tối. Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng do các nước thứ ba đối nghịch, đặc biệt là Nga, ngày càng sử dụng nhiều biện pháp nên đây là lĩnh vực mà an ninh nội bộ và an ninh quân sự có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ninisto cũng thúc giục tăng cường từng bước các cơ cấu tình báo của eu hướng tới một cơ quan hoàn chỉnh của eu về hợp tác tình báo báo cáo được đưa ra trong bối cảnh phương tây đưa ra cảnh báo về các kế hoạch bị cáo buộc của nga nhằm tấn công tây âu nếu nước này giành được chiến thắng trước ukraine tổng thống nga vladimir putin đã bác bỏ các cáo buộc này là vô nghĩa người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cũng mô tả các cáo buộc này là những câu chuyện kinh dị và cho rằng Chúng được các nhà lãnh đạo phương Tây bịa ra để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi các vấn đề ở chính quốc gia của họ. Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán là mối quan ngại của nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu vì có quan hệ đặc biệt với Nga. Nước này sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu EPC vào ngày 7 tháng 11, trong đó có sự tham gia của Georgia. Tiếp theo là cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 8 tháng 11. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Mitchell cho rằng việc tẩy chay của họp ở Budapest là một ý tưởng tồi tệ. Trong chuyến thăm Geneva, Thụy Sĩ, ông khẳng định điều này với các cơ quan báo chí, trong bối cảnh ông có các cuộc gặp những người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các cơ quan lớn của Liên Hợp Quốc. Ông Charles Mitchell bày tỏ dù có một số cá nhân có ý định tẩy chay vì các vấn đề và các tuyên bố của Thủ tướng Hungary vừa qua, tuy nhiên ông đang cố gắng thuyết phục những người này thay đổi những quan điểm tiêu cực vì một sự thống nhất và mục tiêu chung của khối. Thủ tướng Orbán từ lâu đã là cái gai trong mắt EU vì chính phủ của ông đã đi ngược lại một số nguyên tắc dân chủ và pháp quyền của khối. Nổi bật trong đó là mối quan hệ đặc biệt với Nga sau hơn 2 năm cuộc xung đột với Ukraine. Ông cũng nhiều lần bác quan điểm của khối và trì hoãn việc hỗ trợ cho Ukraine. Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc đã bị đa số các nước EU chỉ trích vì chuyến thăm bất ngờ tới Moscow ngay sau khi nhậm chức chủ tịch luân phiên EU. Vừa qua, Thủ tướng Orbán đã phản ứng với Thủ tướng Thụy Điển Christensen về những chỉ trích đối với cá nhân ông có liên quan tới Moscow và một số quan điểm đối với vấn đề của Georgia. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lời mời Georgia tới hội nghị thượng đỉnh EPC, đồng thời nhấn mạnh nước này đảm bảo các tiêu chí và người dẫn đã thể hiện mong muốn rõ ràng về việc gia nhập khối. Theo đài DVK của Đức, EU có 3 cơ quan chính trị nền tảng, trong đó Ủy ban châu Âu EC là cơ quan hành pháp, soạn thảo hầu hết các luật và giữ phần lớn quyền lực kỹ thuật. 27 ủy viên của Ủy ban được bổ nhiệm, mặc dù phần nào dựa trên kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu. Nghị viện châu Âu với các thành viên được bầu từ tất cả các quốc gia thành viên phải thông qua tất cả các đề xuất của Ủy ban bằng cách bỏ phiếu đa số và cũng có thể đề xuất các bước cho Ủy ban xem xét. Nhưng gần như mọi thứ mà EU làm cần sự phê chuẩn cuối cùng từ Hội đồng châu Âu. Hội đồng phải phê chuẩn gần như tất cả các chính sách của EU, nhất trí cho các vấn đề nhạy cảm nhất và bằng các quy trình bỏ phiếu đa số phức tạp khác trước khi chính sách được thực thi. Các nước châu Âu thay phiên giữ vai trò chủ tịch hội đồng mỗi 6 tháng một lần, thời gian này gọi là nhiệm kỳ chủ tịch. Nước nắm giữ cương vị chủ tịch vẫn phải chịu các rào cản về thực thi chính sách theo quy trình. Tuy nhiên nước này có thể phần nào định hướng chương trình nghị sự và quyết định những vấn đề nào được mổ xẻ hoặc bị bỏ qua trong nhiệm kỳ của mình. Trên trang web của chính phủ Anh, London tiết lộ sẽ cung cấp hệ thống tên lửa hiện đại để trang bị cho trực thăng Sea King của Ukraine thông cáo chung nêu rõ nhóm công tác đặc biệt và ngành công nghiệp quốc phòng các nước châu Âu sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để đảm bảo Ukraine có được chiến thắng nhằm hướng tới nền hòa bình lâu dài. Thông điệp viết rõ, trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho Ukraine những khả năng phòng thủ mới, ví dụ như trang bị cho các trực thăng Sea King do Đức bàn giao hệ thống tên lửa hiện đại. Tại cuộc họp nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Ukraine sẽ nhận được 6 trực thăng đa năng Sea King MK41 cùng phụ tùng thay thế. Đức cũng sẽ có trách nhiệm đào tạo phi công cho Ukraine. Ông Boris Pistorius nhấn mạnh hiệu quả đã được chứng minh của trực thăng, lưu ý tính linh hoạt của chúng trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cho biết đây là lần đầu tiên Đức chuyển giao thiết bị như vậy. Ông Boris Pistorius nói, Sea sẽ giúp ích cho người Ukraine trong nhiều lĩnh vực, từ trinh sát trên biển đen đến vận chuyển binh sĩ. Mặc dù chưa công khai thông tin, nhưng có khả năng các trực thăng này sẽ được trang bị tên lửa Brimstone 2 phiên bản mới nhất. Brimstone là dòng tên lửa tiên tiến của Anh, do tập đoàn tên lửa MBDA phát triển từ năm 1996. Tên lửa được trang bị đầu dò radar 6mm và laser bán chủ động, cho phép chúng hoạt động cả ngày và đêm cũng như trong mọi điều kiện thời tiết. Brimstone được thiết kế để chống lại các phương tiện bọc thép, pháo và các mục tiêu khác. Thế hệ tên lửa Brimstone đầu tiên có trọng lượng 48,5 kg trong đó đầu đạn nặng 6,3 kg, có khả năng xuyên giáp và nứng nổ, chiều dài 1,8 m, đường kính 180 mm và tầm bắn tối đa 20 km. Brimstone được trang bị đầu đạn chống tăng có sức nổ lớn song song, giúp nó có thể tiêu diệt mục tiêu một cách hiệu quả. Brimstone 2 được cải tiến từ Brimstone thế hệ cũ. Ở phiên bản này, Brimstone 2 có tầm bắn lớn hơn, đầu đạn và hệ thống dẫn đường được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi Brimstone tiêu chuẩn bay xa tới 12 km khi phóng từ trực thăng, và 20 km từ máy bay phản lực thì thế hệ thứ hai có tầm bắn lần lượt là 40 và 60 km Nhưng đáng chú ý nhất là trực thăng Sea King còn có thể được trang bị tên lửa chống hạm tầm xa Mark R Đây là phiên bản hiện đại hóa sâu sắc so với thế hệ trước Với những vũ khí trên trực thăng Sea King có thể cơ động tấn công tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, mặt nước một cách linh hoạt giúp Ukraine hy vọng kiểm soát Biển Đen và trấn áp tàu mặt nước của đối phương Vừa qua trên sân khấu chính tại hội trường thị trấn Lancaster của bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, tỷ phú Elon Musk tiếp tục trao tặng tấm xét trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho người tiếp theo. Đúng như cam kết, phần thưởng ngẫu nhiên dành cho người đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và sở hữu vũ khí được công bố hồi đầu tháng bởi siêu ủy ban hành động chính trị Mỹ America PAC do chính ông Musk thành lập vào tháng 7 năm 2024 và đang nỗ lực hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump. Người trở thành triệu phú lần này là cử tri Judy Camora. Trang web của America PAC đã xác nhận và cho biết, trước đó, nhiều cử tri của các tiểu bang giao động đã kiếm được một triệu đô la Mỹ. Đúng là chỉ cần một chữ ký, bạn sẽ có cơ hội trở thành triệu phú. Elon Musk, người nhiều tiền nhất hành tinh, đã thực hiện trao một phần thưởng triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho đến ngày cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Trong sự kiện tại thành phố Pittsburgh cũng tại Pennsylvania, tấm xét khổng lồ trị giá 1 triệu đô la Mỹ cũng đã được tỷ phú Elon Musk trao tận tay Christine Fischel. Phần thưởng của tỷ phú Elon Musk đã thu hút đông đảo người Mỹ ký tên vào bản kiến nghị với hy vọng trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Còn bằng cách yêu cầu cử tri ký tên vào bản kiến nghị, America PAC có thể thu thập thông tin liên lạc từ các cử tri tiềm năng, từ đó vận động họ bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tất tay ủng hộ ông Trump, thậm chí cho rằng mình đang mạo hiểm cả mạng sống khi đồng hành với cựu tổng thống. Nhưng ông trùm công nghệ này không phải lúc nào cũng là người ủng hộ ông Trump. Trước đây, tỷ phú Elon Musk là người theo chủ nghĩa tự do của thung lũng Silicon và thường tự gọi mình là người theo chủ nghĩa trung dung và ôn hòa về mặt chính trị. Giới phân tích cho rằng, cú quay xe của tỷ phú Elon Musk không hoàn toàn chỉ liên quan lợi ích kinh doanh. Vậy tại sao tỷ phú Musk lại ủng hộ ông Trump một cách nhiệt thành như vậy, kể cả việc nhảy nhót trên sân khấu bên cạnh ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tại các cuộc vận động tranh cử và chi gần 120 triệu đô la Mỹ cho America PAC để ủng hộ cựu tổng thống. Nhà đầu tư mạo hiểm và chiến lược gia chính trị Bradley Tusk nói với Euronews Next, vị tỷ phú công nghệ này tin rằng ông Donald Trump sẽ thắng và điều đó sẽ dẫn đến nhiều hợp đồng của NASA hơn cho SpaceX, nhiều hợp đồng liên bang hơn cho Starlink, nhiều ưu đãi hơn cho Tesla, bảo vệ mục 230 cho Twitter và các cơ hội khác trong danh mục đầu tư của ông ấy. Chiến lược gia Tux bình luận, tuy nhiên, đây là canh bạc lớn đối với ông Musk. Vì nếu bà Kamala Harris thắng thì khó khăn đối với ông ấy sẽ lớn hơn nhiều so với việc ông ấy không làm gì cả. Ngoài ra giới quan sát còn cho rằng chiến thắng của cựu tổng thống Donald Trump cũng có thể chứng kiến tỷ phú Elon Musk trực tiếp tham gia vào chính trị. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump từng nói rằng ông chắc chắn sẽ bổ nhiệm ông Musk vào một vị trí trong nội các hoặc cố vấn nếu được bầu. Đồng thời ca ngợi Elon Musk là một người thông minh. Giới truyền thông bình luận dường như vị tỷ phú công nghệ đang hướng tới ghế bộ trưởng, bộ hiệu suất chính phủ, DOGE trong chính quyền mới nếu ông Trump đắc cử. Nhiều người được hỏi đều nói rằng họ không lo ngại vì ý tưởng người đàn ông giàu nhất thế giới đảm nhận một ghế trong chính quyền Mỹ mới, bất chấp vô số xung đột lợi ích tiềm tàng, bởi các doanh nghiệp của ông Musk nắm giữ nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ với chính phủ Mỹ. Phá thai từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi sâu sắc trong chính trường Mỹ. Tuy nhiên mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi toán tối cao nước này đảo ngược phán quyết Roe v. Wade vào năm 2022 dẫn đến việc chấm dứt quyền phá thai được hiến pháp bảo vệ gần 50 năm. Theo tổ chức KFF, cứ 6 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Mỹ thì có một người cho rằng phá thai là yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử năm nay. Một bài khảo sát của New York Times công bố vào tháng 10 cũng cho thấy phá thai là vấn đề quan trọng thứ hai đối với các cử tri, chỉ đứng sau kinh tế. Bà Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền phá thai trong chiến dịch tranh cử, cam kết sẽ bảo vệ và mở rộng quyền tự do sinh sản. Trong khi đó, ông Trump, người từng nhiệt tình ủng hộ phán quyết của tòa án tối cao đối với quyền phá thai, trong thời gian gần đây đã nhiều lần thay đổi quan điểm. Hồi tháng 4, ông Trump đã cảnh báo Đảng Cộng Hòa không nên có lập trường quá cứng rắn về vấn đề quyền phá thai trước cuộc bầu cử vào tháng 11, cảnh báo rằng vấn đề này có thể khiến Đảng Cộng Hòa mất ghế Tổng thống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội True Social, ông Trump đã nhắc đích danh tới Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham. Ông Graham đang có cách tiếp cận khá cứng rắn về vấn đề này, trong khi ông Trump mong muốn cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Ông Trump nói, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham gây bất ngờ lớn cho Đảng Cộng Hòa và đất nước chúng ta. Đảng Dân Chủ cánh tả cấp tiến yêu thích vấn đề này, tức quyền phá thai, và họ muốn tiếp tục duy trì nó miễn là Đảng Cộng Hòa sẽ cho phép họ làm như vậy. Động thái này của ông Trump khiến phe bảo thủ và các nhóm phản đối quyền phá thai cảm thấy thất vọng, nhất là khi vào đầu tháng 10, ông cho biết sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu trở thành tân tổng thống và ủng hộ việc trao quyền quyết định vấn đề này cho từng tiểu bang. Vợ ông và là cựu đệ nhất phu nhân Melanie Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền phá thai. Trong cuộc bầu cử sắp tới, người dân ở 10 tiểu bang sẽ có cơ hội quyết định liệu quyền phá thai có được đưa vào hiến pháp của tiểu bang mình hay không các bang này bao gồm montana arizona missouri nebraska colorado florida maryland nevada new york và south dakota với những quy định khác nhau về quyền phá thai